Kính thưa quý vị, hiện nay một số thống kê mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy Việt Nam thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất nhưng tỷ lệ vô sinh lại cao nhất. Đây không chỉ là câu chuyện và khó khăn riêng của các cặp vợ chồng trẻ, mà vô sinh hiếm muộn đang là vấn đề nóng của xã hội. Chính vì thế mà áp lực, thách thức đặt lên vai các chuyên gia, bác sĩ và ngành y tế Việt Nam là vô cùng lớn. Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này? Để tìm hiểu rõ hơn, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Hiện nay, nhu cầu khám, chữa bệnh và tầm soát sớm của người dân ngày càng tăng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân tại khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh được thành lập từ năm 2005, đến nay đã bước vào năm thứ 20 hoạt động. Đặc biệt, khoa phụ sản và khoa nhi đã trở thành điểm đến tin cậy để chăm sóc sức khỏe sinh sản cho mọi gia đình. Ngay từ năm 2008, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã bắt đầu triển khai đơn vị hỗ trợ sinh sản Nam Học thuộc khoa phụ sản, giúp các gia đình vững tin hơn trên hành trình tìm con. Hàng trăm em bé đã chào đời từ đây là nỗ lực không mệt mỏi của chính gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ. Tháng 4 vừa qua, đúng vào năm thứ 20 hoạt động, bệnh viện đã đón em bé thứ 125.000 chào đời, đồng thời là em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF được thực hiện ngay tại bệnh viện. Thấu hiểu được cái nguyện vọng chính đáng ngày càng lớn của chị em, những người khó khăn về con đường sinh đẻ, cho nên là lãnh đạo bệnh viện đã chú trọng và đầu tư một cái hệ thống trang thiết bị hiện đại để thực hiện cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhằm để quản lý và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho những người có ước muốn được làm mẹ một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong quản lý và chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều phương diện như hội chẩn trực tuyến, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác, đem đến kết quả điều trị tốt nhất, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi gia đình. Đặc biệt, ngày 14 tháng 4 2024 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh vinh dự khi đã chào đón em bé thứ 125.000 ra đời, đồng thời cũng là em bé chào đời thông qua phương pháp IVF được thực hiện ngay tại bệnh viện. Đây là một thành tựu lớn lao không chỉ của bệnh viện mà còn của cả cộng đồng, đặc biệt là những gia đình đã trải qua những thử thách và khó khăn trong quá trình điều trị hiếm muộn. Thì chỉ trong vòng từ 2020 cho đến 2023, trong vòng 2 năm, chưa kể trong những mùa dịch hết hơn 1 năm rưỡi, mà Bệnh viện Thái Nghi Hạn đã đầu tư xong một cái cơ sở về vật chất theo những cái tiêu chuẩn của thụ tinh trong ống nghiệm mới nhất, hiện đại, cũng ở dạng là phù hợp với những điều kiện hiện tại, rất tốt, rất đạt tiêu chuẩn. Mà điều khó hơn là chuẩn bị các con người, hệ thống bác sĩ, các kỹ thuật viên, các điều dưỡng để chăm sóc, đón nhận và thực hiện. Khi mà xây dựng kế hoạch thì những cái đào tạo thì chúng tôi sẽ đón bác sĩ và cái kíp nhân viên y tế về đào tạo và chuyển giao cho 20 chu kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau đó thì trong cái quá trình đó thì là thực hiện cái phòng lab, là tức là tư vấn từ xa. Thì có những cái buổi giao ban hàng tuần để chúng tôi thống nhất những cái vấn đề đưa ra. Cụ thể ví dụ như là cái khu mà nhận bệnh nhân á, các anh chị thấy cũng rất là đẹp ha, thì cái đó là cũng là những cái tư vấn từ xa để Bệnh viện Thiện Hạnh xây dựng nên, rồi xây dựng cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sau đó là những cái hội chẩn từng ca, để thực hiện những cái chu kỳ như vậy thì chúng tôi phải hội chẩn qua Zoom hàng tuần, và khi có ca hội chẩn các cái nang noãn, hội chẩn nội mạc tử cung và hội chẩn cái phác đồ điều trị cho bác sĩ. Và khi chuyển giao bắt đầu là có mình chuyển phôi hoặc là mình hút trứng trong những ca đầu thì chúng tôi sẽ cử bác sĩ xuống đây làm. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã góp phần thực hiện hiệu quả kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF, từ đó giúp hàng nghìn gia đình thực hiện ước mơ có một mái ấm hạnh phúc. Đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Thiện Hạnh, Bệnh viện Từ Dũ đã tận tình hỗ trợ giúp đỡ gia đình em có thêm thành viên mới. Bản thân em cũng lớn tuổi, cho nên em quyết định chọn công nghệ IVF và đặt chọn niềm tin vào Bệnh viện Thiện Hạnh để gia đình có được niềm vui như ngày hôm nay. Ngoài ra, sứ mệnh của bệnh viện không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ y tế mà còn là mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi người
trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc gia đình.